hình ảnh những đường dây chằng chịt trên cột điện, trên ngọn cây thế này chẳng còn xa lạ với người Việt Nam. Thế nhưng ở thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, những đường dây này lại không dùng để dẫn điện mà thực chất là đường ống dẫn nước. Chiếc ao này hiện nay có thể coi là nguồn cung cấp nước duy nhất cho khoảng 500 hộ dân trong thôn Ngọc Than. Hàng trăm chiếc ống chạy từ ao vào từng hộ dân. Chúng như những mạch máu đang ngày ngày nuôi sống cả thôn. Giờ chỉ bên môi trường thì người ta mới kiểm nghiệm thì mới biết được cái nguồn nước này như thế nào. Nhưng mà đối với nhân dân thôn Ngọc Than, nhiều nhà khoan từ 5 đến 6 lần, sâu từ 4-50 mét độ sâu, nhưng mà cái địa tầng nước nó không có thì đanh, thì giờ nhân dân thì bắt nước từ ngoài nơi về. Không chỉ cung cấp nước vào từng hộ gia đình, chiếc ao này cũng vẫn phải đóng tròn vai của một chiếc ao làng. Đó là mọi hoạt động như tắm giặt, rửa rau, vo gạo đều được người trong thôn mang ra đây. Và ô nhiễm là hệ quả hiển nhiên. Thế nhưng với họ có nước để dùng đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng mưa mới mua nước xong nó về là chúng tôi cần được nước đôi đôi chồng chồng. Chứ còn mà với mùa khô thì chúng tôi rất có lúc là can ám mà vẫn phải tất cả là rửa giấy đó. Điều đáng nói là thôn Ngọc Than chỉ cách đường ống dẫn nước sạch sông Đà khoảng 1 km. Nhưng khái niệm nước sạch vẫn là điều gì đó xa vời với người dân cả thôn. Mùa hè đang đến gần và người dân ở đây sẽ phải trải qua những tháng ngày khốn khổ cùng nguồn nước duy nhất này. Những hộ gia đình không có nước đều phải tận dụng các cái nguồn nước như ao, hồ, kênh, rạch để lọc và để sản xuất, để sử dụng. Thế và nếu như tình hình này kéo dài thêm một thời gian nữa thì người dân ở Ngọc Mỹ đây đang sống chung với rất nhiều các căn bệnh. Địa phương sáp nhập về Hà Nội, người dân trở thành công dân thủ đô, những tưởng sẽ được lợi nhiều. Nhưng ngay đến nước sạch cũng không có mà dùng là điều mà gần 6 năm trước không một người dân nào ở đây nghĩ tới. Từ giữa năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định cung cấp nước sạch cho bà con ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nhưng cho đến thời điểm ngày hôm nay thì bà con ở đây vẫn phải sử dụng và phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước cung cấp từ chiếc ao này cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Chất lượng nước thì chưa có ai kiểm định, nhưng vào mùa khô chắc chắn bà con sẽ không thể đủ nước để phục vụ cho những sinh hoạt cơ bản nhất trong cuộc sống của mình.